Nói thật với các bạn ấy là iPhone 11 vừa ra mắt là sản phẩm thất bại nhất luôn. Con máy 21 triệu mà vẫn chỉ là màn HD này, viền nhôm. Thực sự là chán đời, thua xa XS của mình đã ra mắt từ năm ngoái. Thôi thôi đi ông già ơi. Con XS của ông ấy bây giờ cấu hình thì chip yếu hơn. Có camera góc rộng không à? Ở đó mà ăn mày quá khứ. Giờ hỏi các bạn đang xem video xem. Những con người sành điệu thì người ta phải dùng những chiếc iPhone 11 mới. Riêng nói về giá nhé, con XS của ông á, ở VinPro đang bán tầm khoảng 25 triệu đấy. Con iPhone 11 giá chỉ khoảng cầm khoảng 22 triệu nhưng chưa kể là có khuyến mãi nhá. Ông được giảm 1 triệu này, trả bằng thẻ tín dụng, TPBank còn được giảm 2 triệu cơ. Tặng phiếu mua hàng 1 triệu khi mua AirPods hoặc Apple Watch. Đấy, một đống khuyến mại, con nào đáng mua hơn? Được rồi ấy, tôi đã chứng minh cho mọi người ở đây thấy rằng là iPhone XS đáng mua hơn iPhone 11. Còn tôi cho mọi người thấy rằng dân sành điệu ăn chơi như tôi ấy vẫn phải dùng là iPhone 11 nó mới là hợp thời thượng. Chị hiểu không? Này, nhìn mà xem. Con iPhone 11 của ông ấy đến bây giờ vẫn là nhôm series 7000 rơi nhẹ là móp, còn của tôi viền thép không gì chắc chắn. Ông nhìn lại con máy kìa, xước răm be bét ra với lại mua về ai là người ta chả đeo ốp. Mà nói thật với mọi người ấy, kể cả là có thép không chỉ hay là nhôm rơi vỡ màn hình thôi. Mà năm nay tôi cũng có IP68 chứ không phải chê, năm ngoái của ông cũng chỉ đến như thế. Chưa kể có rất nhiều màu sắc lựa chọn đây, như là màu kiểu xanh min tuyệt vời như này của ông Zamba cái màu. Nhưng mà tôi hỏi màu sắc là đẹp để làm gì? Nào, các bạn đang xem video, mọi người có công nhận với tôi là iPhone XS đẹp và sang trọng hơn iPhone 11 không? Tốt nhất là mọi người hãy comment ngay bên dưới chúng ta biết là máy nào đẹp và tranh xả hơn nhá, và bình chọn nữa. Đây, riêng cái khoản màn hình thì nói thẳng là iPhone 11 là không có cửa. Thực sự ra mà nói, iPhone XS là có công nghệ Super Retina OLED 5.8 inch, độ phân giải của nó Full HD cộng 625 nit. Đây cũng độ sáng cao thì làm ăn gì, nhưng mà độ sáng nha, chưa kể đây màn hình là 6.1 inch to hơn bao nhiêu. Chẳng qua tôi giảm độ phân giải màn hình xuống để cho nó tiết kiệm pin với lại giảm giá thành thôi, ok. Tôi đồng ý là màn hình ông đẹp hơn nhưng cấu hình thì sao? Của tôi chiếc Apple A13 mạnh hơn bao nhiêu? Ông có cửa không? Có một cửa sổ. Có cái gì mà phải tự hào nhỉ? Đương nhiên thì máy ra sau thì phải mạnh hơn. Chip A13 thì đồng ý là mạnh hơn A12, nghe số đã hiểu rồi, nhưng mà cũng 4GB RAM như nhau. Với người dùng cơ bản thì làm sao mà phân biệt ra được sự khác nhau giữa hai cái chiếc điện thoại này? Nói thế là cho thấy ông là một thằng gọi là thiếu hiểu biết về công nghệ rồi. Với chiếc A13 chưa dừng lại đấy nhé, kết hợp cùng với hệ thống Face ID mới này, mở nhanh hơn nhá. Còn này, được hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu hơn của ông là 1 năm là cái chắc, đúng không? Ông toàn nói chuyện thừa thãi đấy nhỉ. Thế còn camera thì sao? iPhone 11 bây giờ ra mắt vẫn chưa có ống kính tele. Thế là như nào? Trong khi máy này đã có từ năm ngoái rồi. Quan trọng là người dùng bây giờ người ta cần camera ống kính siêu rộng, độ phân giải 12 megapixel. Cái người ta dùng bây giờ là điện thoại phải đi chụp ảnh sống ảo, chụp ảnh phong cảnh với mọi người, chứ ống kính tele làm gì? Đi soi gái à? Thế bây giờ ông có phải là đàn ông không mà ông không thích gái? Nhưng quan trọng ống kính tele nhá, khi đưa lên chụp thì nó sẽ tự căn góc để chụp chân dung nó đẹp hơn, crop lại. Này nhá, ông hơi bị nhầm rồi, ống kính tele của ông ấy là khẩu độ f/2.4. Khi mà dùng cái đấy để mà chụp nhá, trong cái điều kiện chiếu sáng nó sẽ là mờ cực kỳ là tối. Còn của tôi nhá, sử dụng một cái ống kính có khẩu độ lớn chụp 6 phòng rất là tốt. Chưa kể nhá, camera iPhone 11 của tôi năm nay là quay phim tốt nhất và xuất sắc nhất trên điện thoại di động tôi từng có. Của ông làm gì có tuổi mà bị kịp. Mệt thế nhỉ, nói chuyện với mấy cái ông này ngang như cua ấy, chưa gì đã bảo là người dùng thích camera góc rộng hơn camera tele. Cái này ông dựa vào đâu mà ông nói? Vấn đề là tôi chỉ nói sự thật theo cái trào lưu bây giờ mọi người đang thích camera góc rộng thôi. Ngay cả pin của tôi cũng là 3110 mAh, sạc nhanh 18W. Ông thì ông sinh lý bao nhiêu? 2658 mAh. Ông lắm một năm không cãi được. Ông toàn là cái thằng mắm lồm. Quan trọng cái điện thoại là nó phải sang, nó phải đẹp, màn hình hiển thị tốt, chứ không phải là cái camera trông như cái kiểu là cái ốc lồi và với lại cái kiểu thiết kế từ đời nào. Tôi thật đấy, đối với tôi ấy, điện thoại là phải thực dụng, đúng không? Là phải khỏe này, có camera tốt này, chụp đẹp, quay đẹp. Tốt nhất để người dùng quyết định ấy, là ai sẽ là có điện thoại tốt hơn, ok không? Ok, nói chung là tôi sống dân chủ quen rồi. Các bạn hãy cho mình biết là nếu trong một khung giá này các bạn sẽ lựa chọn iPhone 11 hay iPhone XS bằng cách bình chọn ở góc màn hình. Đừng quên truy cập vào link mô tả bên dưới ủng hộ hai anh em sinh đôi cùng cha và khác ông ngoại. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Ok, hẹn gặp lại bạn các video lần sau nhé. Đừng nghe lần này, các bạn vote XS đi. Tôi sẽ tặng voucher đi ăn tối cùng với tôi mà thằng này trả tiền.